Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Rét đậm từ Bắc Bộ xuống Trung Bộ vì không khí lạnh dồn dập tăng cường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 16 tháng 11, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Dự kiến, vào chiều và đêm 17 tháng 11, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và sau đó lan rộng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 18 tháng 11, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Từ ngày 20 tháng 11, toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua thời tiết rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C. Vùng núi Bắc Bộ có thể xuống dưới 15 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền dự báo mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ngoài ra, từ ngày 18 đến 19 tháng 11, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa lớn cục bộ. Trong cơn dông, các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra, gây thiệt hại cho nông nghiệp, nhà cửa và hạ tầng giao thông. Việc rét đậm từ Bắc Bộ xuống Trung Bộ vì không khí lạnh dồn dập tăng cường có thể báo hiệu khu vực sẽ bắt đầu của mùa đông giá rét. Trên biển, từ ngày 18 tháng 11, vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh với sóng cao 2-4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, gây sóng cao từ 3-5 mét. Người dân cần đề phòng mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Đồng thời, chú ý an toàn khi di chuyển và bảo vệ tài sản trước các hiện tượng thời tiết cực đoan sắp tới. Hà Nội chuyển rét từ 21 tháng 11. Trong những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam, dự báo thủ đô Hà Nội từ ngày 18 tháng 11 trời sẽ nhiều mây, không mưa với nhiệt độ dao động từ 22 đến 27 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 21 tháng 11, Hà Nội sẽ chuyển rét rõ rệt hơn với nền nhiệt thấp nhất khoảng 18 đến 20 độ C và cao nhất khoảng 25 đến 26 độ C. Hình thái thời tiết lạnh này có khả năng kéo dài nhiều ngày, mang lại không khí se lạnh cho thủ đô trong những ngày cuối tháng 11. Người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe trước thay đổi thời tiết đột ngột và đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa dông, lốc, sét và gió mạnh, đặc biệt là ngư dân và các hoạt động trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển từ phương Bắc xuống Việt Nam. Dự kiến khoảng chiều và đêm 17 tháng 11, đợt không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo, gió Đông Bắc trong đất liền sẽ mạnh lên cấp 3, vùng ven biển đạt cấp 4. Từ ngày 18 tháng 11, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Đến ngày 20 tháng 11, toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua thời tiết rét vào đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ngoài ra, do sự kết hợp giữa không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ ngày 18 đến 19 tháng 11, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Các đợt mưa này có thể đi kèm với lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người dân và cơ sở hạ tầng. Trên biển, từ ngày 18 tháng 11, vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh của gió Đông Bắc với cường độ gió tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, gây biển động với sóng cao từ 2-4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc biệt là vùng quần đảo Hoàng Sa, gió sẽ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3-5 mét. Không khí lạnh tràn về miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, từ ngày 18 tháng 11,
một đợt không khí lạnh sẽ di chuyển từ phía Bắc xuống miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ giảm mạnh và gây mưa trên diện rộng, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Đợt không khí lạnh này dự báo sẽ mang theo gió lớn và sóng mạnh trên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động hàng hải. Các cơ quan chức năng khuyến cáo các tàu thuyền cần hết sức chú ý và hạn chế ra khơi trong thời gian này. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết, đợt không khí lạnh sẽ gây mưa lớn chủ yếu tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Mưa có thể kéo dài và rải rác, với khả năng xuất hiện các trận dông mạnh. Ngoài ra, các cơn bão mạnh hiện đang hoạt động ngoài khơi Philippines có thể ảnh hưởng đến Biển Đông và kết hợp với không khí lạnh gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa to và gió giật mạnh. Trong khi đó, thời tiết tại miền Bắc từ đêm 14 tháng 11 đến 22 tháng 11 chủ yếu khô ráo vào ban ngày nhưng có mưa vài nơi vào sáng sớm. Từ ngày 17 tháng 11, các khu vực miền Bắc sẽ bắt đầu có mưa nhẹ và trời lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Bên cạnh đó, các tỉnh miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của không khí lạnh từ ngày 18 tháng 11. Tại khu vực này sẽ có mưa rào và dông, có nơi mưa to kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và sét. Những cơn mưa này có thể kéo dài và gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân, đặc biệt là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ảnh hưởng của không khí lạnh, trong tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, miền Bắc có thể tiếp tục đón các đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt là ở các vùng núi cao. Các hiện tượng sương muối và băng giá có thể xuất hiện, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị ứng phó với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt này. Vì sao lập đông, miền Bắc vẫn nóng như mùa hè? Dù đã qua ngày lập đông gần một tuần, nhưng miền Bắc vẫn phải đối mặt với tình trạng nắng nóng như giữa mùa hè. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình đạt mức 31-32 độ, khiến không khí trở nên oi bức và ngột ngạt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày qua, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đã ghi nhận lên đến 31 độ C vào các ngày 10 và 11 tháng 11. Thậm chí vào ngày 13 tháng 11, nhiệt độ tại thủ đô đã vượt qua 32 độ C. Các địa phương khác trong miền Bắc cũng không thoát khỏi tình trạng này khi nhiệt độ có lúc chạm mức 33 độ. Chuyên gia khí tượng Nguyễn Hồng Sinh, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng, lý giải nguyên nhân của hiện tượng này là do khối không khí lạnh lục địa đang suy yếu, trong khi áp cao cận nhiệt đới vẫn chi phối miền Bắc. Điều này khiến trời quang mây, mặt trời chiếu xuống mạnh vào ban ngày, tạo ra nhiệt độ cao. Tuy nhiên ban đêm, hiện tượng phát xạ nhiệt xảy ra khiến nhiệt độ giảm nhanh, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn, lên tới 10 độ. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cũng chỉ ra rằng những cơn bão hình thành trên Biển Đông đã góp phần tạo ra nhiệt độ cao ở miền Bắc. Khi bão xuất hiện, nhiệt độ trong khu vực Bắc Biển Đông sẽ tăng cao, từ đó ảnh hưởng đến bức xạ nhiệt vào bầu khí quyển, làm cho ngày oi bức và đêm mát mẻ. Một yếu tố khác khiến không khí trở nên ngột ngạt là tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn như Hà Nội. Mức độ ô nhiễm trong những ngày qua khá cao, khiến không khí không chỉ oi bức mà còn khó chịu, làm tăng cảm giác ngột ngạt trong bầu khí quyển. Dự báo từ cơ quan khí tượng cho biết, trong vòng một tháng tới, không khí lạnh có thể yếu hơn trung bình các năm trước, khiến nhiệt độ miền Bắc và Bắc Trung Bộ có xu hướng cao hơn từ 1 đến 1,5 độ so với mức trung bình. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 17 đến 18 tháng 11, một đợt không khí lạnh có thể tràn về miền Bắc, mang đến những đợt rét đậm rét hại trên diện rộng từ giữa tháng 12. Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, mùa đông năm nay sẽ đến muộn và thời tiết trong mùa đông này có thể không kéo dài quá lâu. Các đợt rét đậm rét hại có thể xảy ra, đặc biệt là ở vùng núi phía Bắc như Phan Xipang, Sapa, Sinh Hồ, Mẫu Đơn, nhưng nhiệt độ không giảm quá sâu và những hiện tượng như băng giá, tuyết rơi sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ xảy ra từng đợt ngắn. Với những dự báo này, người dân miền Bắc cần chuẩn bị cho mùa đông không lạnh sâu như những năm trước. Tuy nhiên, vẫn cần phải cảnh giác với những đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt là vùng núi cao. Rất khó dự báo điểm đổ bộ của bão Manji. Theo tin mới nhất từ Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines PAGASA, bão Manji dự kiến sẽ gia tăng cường độ nhanh chóng từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 và có khả năng trở thành siêu bão trước khi đổ bộ vào đất liền vào tối ngày 16 hoặc sáng ngày 17 tháng 11. Khi vào đất liền, Manji có thể suy yếu nhẹ nhưng vẫn duy trì sức mạnh của bão cuồng phong. Sau đó, bão này sẽ tiến vào Biển Đông vào ngày 18 tháng 11 với cường độ bão nhiệt đới mạnh.
Bên cạnh đó, bão Usagi, còn được gọi là Ophel ở Philippines, cũng đang hoạt động gần khu vực Biển Đông. Mặc dù Usagi đang suy yếu và di chuyển ra khỏi vùng dự báo của Philippines, PAR, dự kiến bão này có thể quay lại PAR trong tối ngày 15 tháng 11. Theo dự báo, Usagi sẽ di chuyển về vùng biển phía tây nam Đài Loan từ tối ngày 15 tháng 11 đến rạng sáng ngày 16 tháng 11 và có thể đổ bộ vào khu vực này trong sáng hoặc chiều ngày 16 tháng 11. Sau khi quét qua Đài Loan, Usagi sẽ tiếp tục di chuyển ra vùng biển phía đông của hòn đảo vào ngày 17 tháng 11. Các chuyên gia quốc tế dự báo rằng bão Usagi từng đạt cường độ siêu bão sẽ tiếp tục suy yếu do điều kiện thời tiết bất lợi và ảnh hưởng của địa hình đồi núi tại Đài Loan. Đến tối ngày 17 tháng 11 hoặc sáng ngày 18 tháng 11, Usagi có thể chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Dự báo cho thấy bão Mangi sẽ vào Biển Đông trong tối ngày 17 tháng 11 hoặc sáng ngày 18 tháng 11, bất kể điểm đổ bộ cụ thể. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.